quý vị thân mến, trên sân khấu trong buổi gala buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đang cùng đến với doanh nhân Võ Thị Thanh. Doanh nhân Võ Thị Thanh hiện đang là CEO của Luna Spa. Doanh nhân Võ Thị Thanh Thanh sinh ra và lớn lên tại Khánh Hòa. Cô hiện đang là chủ của Luna Spa tại Bảo Lộc, Lâm Đồng và hoạt động kinh doanh lĩnh vực bất động sản. Người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2022, doanh nhân Võ Thị Thanh Thanh luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, sự kiện kết nối giao thương với mong muốn có thể trải nghiệm và học hỏi để nâng cao giá trị của bản thân. Ngoài thời gian dành cho công việc, nữ doanh nhân Võ Thị Thanh Thanh còn rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như nấu bữa ăn cùng với các bé mồ côi, gặp gỡ và giúp đỡ những gia đình khó khăn, người dân tộc thiểu số ở địa phương.